À, xin kính chào quý vị. Hãy cho mình đang ăn bún riêu Bạc Liêu, coi thử coi nó có khác gì ở Sài Gòn không. Nhân chuyến đi hành hương về nhà thờ Đắc Sậy Cha Diệp, bây giờ gần 8 giờ sáng, đói bụng quý vị. Bữa nay là ngày 25 tháng 11 2017, đói bụng ghé ăn thử tô bún riêu Bạc Liêu. Lúc đầu tính đi kiếm bún nước lèo, nhưng mà dân địa phương nói bún nước lèo thường là ăn buổi chiều, sáng ít ai bán, thì quyết định là ghé ăn bún riêu. Thì có quyết thì hãy kêu tô này là tô thập cẩm, có thịt, có giò. Đây giò này, chọn cái giò gần nè. Rồi mình kêu thêm rau muống với lại giá trụng. Rồi xong rồi thích ăn mắm vuốt thì mình bỏ mắm vuốt cho nó ngậy cái mùi lên đi. Ít ít thôi, sợ nhiều nó mặn. Rồi mình ăn